Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã quay một số bài ở quý bài Ước và Bồi. Tại vì thầy thấy trong phân phối chương trình chúng ta đã bắt đầu học về ở cái bài 14 cũng như bài 15 đúng không nào? Số nguyên tố, rồi hợp số, vân vân. Thì trong clip hôm nay, mặc dù thầy rất là bận em, trường thầy đang thanh tra này nọ, nhưng mà thầy cũng phải sắp xếp cái công việc cũng như là bớt một chút thời gian để mà gần như thầy muốn ở trong ngày nào, trừ ngày thứ bảy ra các em nhé, là từ chủ nhật cho tới thứ sáu đều có clip để up. Khi mà chúng ta đăng ký vào kênh của thầy thì luôn luôn nhận được cái thông báo từ kênh của thầy. Mà thầy cứ sợ là các em lớp 6 khi nhận thông báo thì toàn là 7, 8, 9, 10 thì các em lại buồn. Nên thầy phải cố gắng hết sức để mà sắp xếp thời gian. Tất cả khối lớp đều vậy các em. Thầy luôn luôn quan niệm là giống như mà con chờ cha đem bánh về các em. Như vậy thì khi chúng ta đã ham học rồi thì các em không thấy clip của thầy thì các em lại nản rồi này nọ ha. Nên là các em phải cũng thông cảm cho thầy và nhớ đăng ký vào kênh của thầy và nhấn vào cái chuông nghe nha. Chúng ta đi sang bài tiếp theo, đó chính là bài 9, số nguyên tố. Như vậy thầy giới thiệu sơ qua một tí thế nào là số nguyên tố nhé. Số nguyên tố ở trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập mà bạn nào đã đăng ký khóa học online rồi, thì bạn nào đã đăng ký khóa học online rồi thì chúng ta sẽ đã biết được số nguyên tố là gì. Số nguyên tố là số tự nhiên nhớ lớn hơn 1. Không có ước nào khác ngoài 1 và chính nó, nghĩa là nó có hai ước. Nó có hai ước 1 và chính nó. Ta lấy ví dụ như số 2, số 3. Ví dụ số 2 thì nó có hai ước 1 và 2 thì số 2 chính là số nguyên tố, hoặc là số 3 cũng có hai ước là 1 với 3 nên số 3 cũng là số nguyên tố. Số 4 có phải không em? À, số 4 không phải. Số 4 là hợp số, tại vì số 4 đây này, thầy cho em ví dụ này. Ví dụ như là cái thầy nói ước này, đi tìm ước của 3 đi. Thì nó có hai số 1 và số 3. Thì cái số 3 này chính là số nguyên tố, chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Để thầy nói nhanh để chúng ta hiểu thế nào số nguyên tố. Ví dụ ước của 4 thì nó là 1, 2, 4. Thì cái này là nó nhiều hơn hai ước. Nên số 4 này không phải là số nguyên tố mà là hợp số. Số nào nó chỉ có hai ước thì nó chính là số nguyên tố, mà số nào có nhiều hơn hai ước thì nó chính là hợp số, được chưa? Như vậy số 4 này, số 6 ví dụ thế là những hợp số, hay là số 8, số 9, em hiểu không? Số 7 là hợp số hay số nguyên tố? À, số 7 đây chính là số nguyên tố này, tại vì nó chỉ có hai ước là 1 với 7 thôi. Ok, đó. Các em đã hiểu thế nào là số nguyên tố và hợp số chưa? Chúng ta chú ý này. Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng là không hợp số, nhớ nhé. Chỉ có một số nguyên tố duy nhất là số chẵn, đó chính là số 2. Lưu ý thầy nha. Các số nguyên tố còn lại đều là số lẻ. Nhớ, số nguyên tố mà chẵn duy nhất đó chính là số 2, còn tất cả các số còn lại đều là số lẻ, được chưa? Để kết luận một số A lớn hơn 1 là một số nguyên tố, ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá A, tức là B bình phương nhỏ hơn A. Đây, nó là một công thức nữa em. Được chưa? Chúng ta sang phần 2 là cái cách phân tích một số ra từ số nguyên tố nhé. Thì để phân tích một số ra từ số nguyên tố thì trong clip trong sách giáo khoa, các em phải xem theo trình tự ghen nhé. Xem ở trong sách giáo khoa trước, sau đó chúng ta xem qua sách bài tập, sau đó mới qua tới nâng cao. Chúng ta học như vậy thì nó mới hiệu quả các em nhé. Em nói chưa nào? Đó. Thì ở trong clip trong sách giáo khoa thì thầy hướng dẫn là gì? Để phân tích một số ra từ số nguyên tố thì đầu tiên chúng ta phải gì? Chia. Đầu tiên chia mấy? Chia 2, chia tới 3, chia tới 5, chia tới 7, chia tới 11, 13, 17, 19, 23, vân vân. Và thông thường những số đó nó chia không được nữa thì chúng ta nghĩ ngay là chia tới chính nó. Được chưa? Chính nó. Như vậy thì phân tích một số ra từ số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các từ số nguyên tố. Tích ở đây là phép nhân. Ví dụ như là chúng ta phân tích ra số đó, ví dụ 2 x 2, 2 như là 2 mũ 3, nhưng mà khi đó chúng ta phải viết thành là gì? Lũy thừa. Nâng lên số mũ lũy thừa, ví dụ 3 số 2 thì các em buộc phải viết là 2 mũ 3, hay là 2 số 3 thì chúng ta viết trở thành là 3 mũ 2, ví dụ thế. Được chưa? Đó, phần này chúng ta đọc giùm thầy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nha. Thì sau khi phân tích rồi thì
một cái thừa số nguyên tố thì chúng ta viết dưới dạng này em này, a sẽ bằng a mũ m, b mũ n, c mũ b, vân vân. Thì trong đó a, b, c là các số nguyên tố, còn m, n, b đây chính là các cái số số mũ ha, được chưa nào? Ok. Trong đó a, b, c là các số nguyên tố này, thì số ước số của a là này m cộng 1 này, tích anh em, tích m cộng 1 này nhân cho n cộng 1 và b cộng 1 nhân lại. Đây là hướng dẫn cho các em cái cách tìm ước là nhanh nhất là như vậy. Ok. Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thông thường khi viết các phân tích ra từ số nguyên tố của một số bao giờ ta cũng viết nó dưới dạng tiêu chuẩn, tức là dạng mà trong đó các thừa số nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Được chưa nào? Nghĩa là đầu tiên là 2, từ 3, từ 5, tới 7, tới 11, 13. Nghĩa là theo từ nhỏ đến lớn, chứ chúng ta không được viết đảo ngược là 7 rồi tới 5, rồi tới 2 là không được ha. Tiếp tục chúng ta đi sang phần 3 là số nguyên tố và tính chất chia hết. Ta sang phần thứ nhất. Xong cái phần này thầy sẽ cho các em ví dụ nha. Nếu tích của hai số A với B chia hết cho một số nguyên tố B thì một trong hai số AB phải chia hết cho B. Nghĩa là A nhân B mà chia hết cho B thì một trong hai số này phải chia hết cho B. Nghĩa là chia A chia hết cho B hoặc là B chia hết cho B. Hiểu chưa nào? Nếu A mũ N chia hết cho số nguyên tố B thì A chia hết cho B. Nghĩa là ở đây A mũ N mà chia hết cho B thì người ta suy ra cái cơ số A này cũng sẽ chia hết cho B. Một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái ví dụ anh em nhé. Rồi chúng ta đi sang một ví dụ anh em nhé. Tìm các ước nguyên tố của các số 30, 210, 2310, 30.030. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em nhé. Để mà làm ấy, chúng ta chuẩn bị giùm thầy cái thước đây các em nha. Chúng ta thông thường kể theo cột dọc 30 này. Chúng ta làm theo cột dọc trước. Đó. Đầu tiên thì chúng ta xem thử là 30 nó sẽ chia hết cho mấy trước nè. Thầy sẽ xét số 2. Đây là tận cùng chữ số 0 nên chắc chắn nó sẽ chia hết cho 2. Như vậy 30 chia cho 2 thì bằng 15. Thì ở đây nó chia hết cho 3 không em? 1 cộng 5 bằng 6, chắc chắn chia hết cho 3. 15 chia 3 thì bằng 5. 5 chia 5 đây bằng 1 ở đây. Các em hiểu nè. Đó. Như vậy thì cái số 30 đây này, ở đây người ta yêu cầu là tìm các ước nguyên tố. Các ước nguyên tố như vậy thì ước nguyên tố của 30 thì nó được là những số nào các em? Nhớ phải có số 1 trước, khi tìm ước phải có số 1 trước. Các em hiểu nào? Tới số 2, số 3 và số 5. Các em hiểu nào? Và 30 này thì nó sẽ bằng là gì? Khi đó chúng ta viết tích này, tích các thừa số là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 5. Hiểu chưa? Tiếp tục tới số 210 các em. Chúng ta cũng sẽ làm theo cột dọc. Được chưa nào? Ở đây thì nó cũng tận cùng là chữ số 0 nên chắc chắn sẽ chia hết cho 2 thì bằng 105. 1 cộng 0 cộng 5 thì bằng 6, cũng chia hết cho 3 thì đây sẽ bằng là 35, đúng không? Ở đây chúng ta đòi hỏi kỹ năng chúng ta chia cho nhanh nhé. 35 chia 5 được 7, 7 được 1. Như vậy thì chúng ta có ước nguyên tố của 210 thì nó bằng số bao nhiêu em? 1, 2, 3, 5 với lại 7 không? Và số 210 này chúng ta sẽ viết trở thành là 1 x 2 x 3 x 5 và nhân 7. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang số tiếp theo. Chúng ta nhìn vào thầy gấp giấy lại nha. Số 2310 nha. Rồi chúng ta đi cái số 2310 ha. Đầu tiên chắc chắn sẽ chia hết cho mấy em? Tận cùng chữ số 0 thì sẽ chia hết cho 2 thì nó bằng bao nhiêu em?
một này, một này, năm, năm đúng không nào? Không chia cho hai được mà đây cộng lại 12, chắc chắn chia cho ba, ba, ba này, tám này, năm đúng không nào? Như vậy thì xem thử nó có chia hết cho ba được hay không em? Không được, 16 ha, 16 không chia cho ba, chia cho năm, tại tăng cùng chữ số 5 này. Bằng 7 này. 77 đúng không nào? 77 chia cho 7 thì đây được 11, 11 chia cho 11 thì bằng 1. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết thầy là ước nguyên tố của cái số 2310 thì nó sẽ bằng là 1 này, 2 này, 3, 5, 7 và 11. Được chưa nào? Và cái số 2310 này chúng ta sẽ viết trở thành là gì? Má nghe. 2 x 3 x 5 x 7 và x 11. Được chưa? Các cái số nguyên tố. Em rõ chưa? Bây giờ chúng ta đi sang cái số cuối cùng là 30.030 ha. 30.030. Hơi dài các em ha. Như vậy thì đầu tiên ta thấy đây là số 0. Như vậy nó sẽ chia cho mấy em? À, chia cho 2. Thì bằng bao nhiêu em? Chia 2. 5, 0, 5. Chia cho mấy nữa? Chia cho 3. 5. Đúng chưa nào? Chia cho mấy nữa nè? Chia 5. 1, 0, 0, 1. Chia cho 5 cũng được, chia 7. 143 các em. Chia cho 11 thì đây là bằng 13, chia 13 thì đây được 1. Ok. Như vậy ước nguyên tố của số 30.030 nó bằng là 1 2 3 5 7 11 13. Được chưa nào? Và cái số 30.030 nó sẽ bằng 2 x 3 x 5 x 7 x 11 và nhân cho 10, 13. Ok. Ta đi sang câu số 2 các em nhé. Ta đi sang câu số 2 các em. Chứng tỏ rằng các cái số 31.211, các em thấy có cái chữ số 1 bên sau. Nếu đây 30 thì 210 ha, các em thấy có chữ số 1 này là cái số nguyên tố. Thầy sẽ hướng dẫn các em chứng minh một số này. Sau đó những cái số này các em chứng minh tương tự y xì như cái số 31 này. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Dễ thấy thì các em tại sao nãy thầy nhấn mạnh có số 1 ở đây này. Tí thầy sẽ nói số đây, sau đó những số thầy có hướng dẫn các em nha. Như vậy thì ở đây các em thấy là cái số 31 thì nó sẽ bằng có phải là 30 cộng 1 nè. Thì những cái số này các em mình tách tương tự, ví dụ số 210 nhá, 211 các em mình tách thêm thầy trở thành 210 cộng cho 1. Ở đây 2301 thì các em tách trở thành 2300 cộng 1 nha. Ở đây 10.031 thì các em tách trở thành là 10.030 cộng cho 1 nha. Chúng ta làm tương tự cái bước đầu nha. Các em hiểu nè. Và ở đây cái số 30, các em phải đi tìm giùm thầy cái số nguyên tố của số 30, đó chính là bằng 2 x 3 x 5 cộng cho 1. Thì tương tự ví dụ cái số này thì chúng ta đi tìm bên ngoài số 210. Số 210 thì ở đây nó đã có này, chúng ta đã tìm số nguyên tố nè nha. Các em hiểu nào? Số này thì chúng ta tách ra 2300 thì chúng ta tìm cái số nguyên tố ra. Thầy hướng dẫn và làm tương tự như cái bài này. Có được chưa nào? Như vậy thì cái số 31 nào, nó không chia hết cho các số nguyên tố gì các em? 2, 3, 5. Có đúng không? 2, 3, 5. Mà bây giờ các em lấy cái ước, cái ước lớn nhất của nó ở đây là 5 mũ 2 bình phương lên sẽ bằng là gì? 25. Thì nó nhỏ hơn 31. Có đúng như nào? Như vậy 5 là ước
số nguyên gì, nguyên tố lớn nhất mà ở đây chúng ta có 5 mũ 2 thì nó nhỏ hơn 31, được chưa nào? Nên chúng ta sẽ suy ra cái số 31 này, số 31 là số nguyên tố. Các cái số khác các em làm tương tự, thầy lấy ví dụ một số nè. Ví dụ số 200, ví dụ như ở đây các em thấy cái số 210 này, 11 đi, chúng ta tách trở thành 210 cộng cho 1. Sau đó chúng ta bàn tiếp. Nhưng mà các cái số này hồi nãy chúng ta làm ở trong câu 1 rồi, có phải không nào? Thì các em viết ra đây và chúng ta lập luận tương tự, và các em lấy nhớ lấy cái ước lớn nhất bình phương lên thì nó sẽ nhỏ hơn cái số này. Chỉ là cái số đó, số này chính là số nguyên tố. Cách làm tương tự đối với hai số này, các em hiểu chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc. Thầy mong các em luôn luôn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông và ủng hộ kênh để ủng hộ thầy và cô các em nhé. Ok, xin chào và hẹn lại các em trong clip tiếp theo. Nếu các em chưa đăng ký xếp bài tập toán học kỳ 1 cũng như học kỳ 2 thì chúng ta cũng đăng ký ở kênh nha các em nhé. Hay là liên hệ với thầy qua cái số điện thoại là 0348610656 em nhé. Số của thầy. Ok, cảm ơn các em nha.